Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Smart Deal, tiếp tục series review bàn phím cơ của mình. Thì hôm nay mình mang cho anh em xem một bàn phím cơ gọi là cũng khá là lâu rồi các bạn, Monka 3067. Đó, và trong cái video này của mình thì mình sẽ review những cái câu hỏi mình gặp phải nhiều nhất đến từ anh em về con hàng này nhà mình, Monka 3067. Như kiểu là các bạn biết được gần đây thì anh em hay hỏi mình là vấn đề về những cái bàn phím cơ mới ra đời, như kiểu là M75 Sinmeng, Aula M75 hay là M87 của Sinmeng ấy. Những bàn phím cơ đấy hiện tại nó được quá nhiều anh em ưa chuộng. Thì thời điểm hiện tại 2024 thì Monka 3067 nó có phải còn là một cái sự lựa chọn tốt, hay là còn là một con bàn phím cơ đáng tiền hay đáng mua ở năm 2024 không? Thì trong cái video của mình thì mình sẽ giải đáp thắc mắc của anh em, được chưa? Còn trước tiên đến với phần review về bàn phím cơ Monka 3067 này thì mình xin mời anh em nghe một đoạn sound test trước về con hàng này nhé. Ok anh em ơi, quay trở lại con hàng Monka 3067. Thì khi mà bóc hộp ra ấy, các bạn sẽ có kèm cho anh em là một cái dụng cụ tháo phím của bạn này, một con switch này, một tấm chống bụi này, một cái dây mét rưỡi, và đặc biệt là dây xịn các bạn nha, dây bọc dù luôn. Tại vì là sao bảo dây xịn, ở những Aula 75 hay là M75 Sinmeng của nhà mình bán cho anh em ấy thì người ta chỉ kèm cho anh một cái dây trơn thôi. Nhưng mà ở Monka 67 các bạn này, các bạn có một dây bọc dù nha. Tuy nhá, bọc dù ấy nó chỉ là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà theo mình nhá, cảm giác như là nó toát lên một cái sự gì đấy, nó rất là tinh tế, nó rất là kiểu dạng xịn sò hơn các bạn, được chưa? Và Monka 67 vẫn có cho anh em là một con hàng layout 65%, hot swap là dạng 5 pin mạch xuôi. Và trên bàn đây thì mình sẽ có cho anh em hai màu chính của nó, đó là phiên bản màu trắng, màu đen, được chưa? Tuy gọi là trắng đen thôi nhưng mà nó là phiên bản mix màu các bạn, tức là màu trắng con này ấy, sẽ mix cho anh em là phiên bản màu cam các bạn này, màu xanh này, màu đen con này mix cho anh em màu vàng, màu xám đó, chứ không phải là full trắng, full đen các bạn nha, không full đâu, được chưa? Đang dùng hai loại trục luôn, một là trục Sakura các bạn này, hai là phiên bản trục Searsat. Thì phiên bản trục Sakura ấy là phiên bản trục Linear các bạn, còn Searsat là phiên bản trục Takta. Thì hai phiên bản trục này đều là phiên bản trục rất ấn độ to, nhưng mà theo cảm nhận về âm của mình ấy thì con hàng Searsat ấy nó sẽ là cái dòng trục nổi tiếng đanh hơn và rõ ràng hơn, còn con hàng Linear là Sakura ấy nó sẽ là phiên bản trục nổ cảm giác nó ấm, nó trầm hơn một xíu, thì tùy anh em nhé, được chưa? Tiếp theo về led con này thì Monka 67 là một cái phiên bản bàn phím cơ led cực kỳ sáng các bạn. Nếu như nhé, con này đã được trang bị kiểu dạng trục tỏa hay là cái cáp xuyên led giống kiểu Aula 75 thì khẳng định với các bạn luôn là Monka 67 nó đẹp không khác gì Aula 75. Đó, các bạn cứ để ý Aula 75 xem, nó là phiên bản led rất sáng tại vì là nó đang dùng con dòng trục tỏa led và cái cáp liên xa xuyên led. Và Monka 67 nhà mình thì nó đang dùng một cái dòng trục không có tỏa led và cái cáp cũng không xuyên led luôn. Thành ra là các bạn nhìn thấy Monka 67 nó sáng nó chưa được rõ ràng lắm đúng không? Nhưng mà theo đánh giá cá nhân của mình ấy, so mấy con hàng kiểu dạng như là Monka 3075 này hay là con hàng M15 Sinmeng thì mình đánh giá led con Monka 3067 này nó cực kỳ là sáng các bạn, được chưa? Và pin con này nó là phiên bản pin 3000mAh. Và đối với những mẫu bàn phím cơ mà miếng liền ấy, thì không thể thiếu cho anh em đó là 3 mẫu kết nối. Thì con này vẫn có kèm cho anh em là 3 chế độ kết nối như bình thường, đó là cắm dây này các bạn, và Bluetooth này, receiver chấm tư này, được chưa? Và piston hai nấc mặt sau phím đó, và 4 đế cao su như bình thường. Và để cùng xem là Monka 67 nó đã lót form hoàn thiện cho anh em chưa thì sau đây thì xin mời anh em hãy cùng mình bóc tách con này nhé. A few moments later. Ok anh em ơi, đấy, tháo rồi các bạn nhé. Thật ra là cũng cơ bản các bạn, nó vẫn chỉ là một cái gọi là chất liệu nhựa PPT thôi. Và con này thì cũng chẳng có cái ốc nào cả. Anh em chỉ cần lấy một cái dụng cụ tháo phím như này, các bạn cạy từng tí, từng lẫy ra một thì các bạn đã tháo con này thành công rồi. Đó, nhìn vào cái túp cây con này thì vẫn rất dày các bạn. Đó, đánh giá rất cao mấy quản phím cơ mà tầm cần giá 1 triệu như mình luôn, kiểu dạng túp cây nó dày vậy cả trường, chắc chắn các bạn nha, được chưa? Mở ra bên trong thì anh em vẫn sẽ có một cái dây cắp nguồn như này. Đó, thì đầu tiên cái việc mà các bạn tháo con này ra thì đầu tiên các bạn phải rút cái dây cáp này ra trước đã.
Đấy chưa? Đó. Rút ra thì anh em sẽ thấy luôn là con này đã được lót form silicon rồi các bạn nha, silicon đáy. Tuy là silicon con này nó không quá dày các bạn, nó chỉ là một lớp form silicon khá mỏng thôi, nhưng mà như này cũng ổn rồi các bạn. Ok chưa? Pin thì vẫn là dung lượng pin là 3000 mAh, và pin con này thì thấy hơi nhỏ. Bạn nào muốn chuyển dạng như là pin trâu hơn thì hoàn toàn các bạn thì độ chế thoải mái. Được chưa? Và con này thì nãy ấy, mình có thử gọi là mình bóc cái chỗ phần form shop này ra cho anh em xem này, bằng mạch flex cut mạch gì này. Thì mình cố cậy các bạn. Mình không biết con này là gắn keo shop ở đây. Nên là mình cố cậy cái tấm form này ra thì rách bố rồi anh em ạ. Rách rồi các bạn nha. Nhưng mà mình vẫn nhìn thấy cái phần bảo mạch bên trong. Thì bảo mạch con này là vẫn là phiên bản mạch flex cut từng số ít các bạn nhé. Và hoàn toàn đủ form cho anh em. Tức là vẫn sẽ có cho anh em một cái tấm form shop ở cạnh plate và bảng mạch đó, rồi là có một tấm form PE các bạn này, và một tấm pad cách điện và chống ẩm cho anh em ở đây. Nói chung đây vẫn là một cái sản phẩm gọi là theo kiểu mì ăn liền và hoàn toàn full form cho anh em, không thiếu gì cả. Được chưa? Và cấu trúc vẫn là gasket mount và plate PC như bình thường. Nói chung là tóm lại các bạn nhé, ở Monka 67 ở cái thời điểm hiện tại 2024 thì hoàn toàn nó xứng đáng để các bạn có thể trải nghiệm. Và nó chưa hết thời các bạn nhé. Được chưa? Nếu như mà các bạn đang cần một bàn phím cơ mà layout nhỏ gọn, có app, lép đẹp, 30 kết nối, bấm ngon, thì hoàn toàn Monka 67 có thể đáp ứng cho anh em được. Mà với tầm giá thấp các bạn nhé. Con này hiện tại là bên nhà mình đang chào bán cho anh em với giá chỉ có tầm 750 đến tầm 800k cho một sản phẩm như này thôi, là các bạn có thể là sở hữu Monka 67 rồi. Ok, và nếu như mà các bạn đang còn băn khoăn thắc mắc gì về con hàng Monka 67 này thì hoàn toàn các bạn có thể là để lại phần ý kiến của anh em ở dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo. Bye bye anh em.